vehicle. Mắc tay lắm mà gì tao. Cục này thì nó cũng hơi hơi đau nhẹ thôi. Món gì cứ tưởng là thịt dơ chứ không phải là mình. Thịt dơ là ngay chỗ con mắt ạ. Để đây cho nhìn cho đỡ ấy. Ủa ra luôn một cục luôn rồi đúng không? Viên ngọc trai. Chờ đem đi bán được rồi đó. Viên ngọc trai đúng không? Xí chân con cho cô xem lại nha. Đây mà chịu làm rồi. Cho mượn cái kèm. Đây 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 băng băng. Mấy cái bọc là xíu rồi. Có cái bọc nữa. Nè xong rồi, đau không cô? Má, thấy tơ luôn rồi má. Cục nó to ghê vậy. Không, mấy cục nhỏ này thì hơi đau hơn xíu. Rồi, đau rồi. Sợ đau đứng lại đi dịu, không chịu làm. Nén khó nặng đi. Rồi 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 cô. Máu dính kìa. Đẹp. Cục nắng đẹp quá à. Ừ, trẻ, 75 tuổi mà trẻ. 75 tuổi rồi đây. Thấy khỏe rơ mà. Nóng hả cô? Bà gì... kêu ra đi cho rồi sợ lắm với lại người già đó mà làm gì nữa kêu nữa. Không phải, thật ra cái này người già họ cũng khó chịu lắm. Cận 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 dạ xong rồi mà thường có khó chịu không má? Không. Nhưng mà nhiều người họ lại cận cận trên mặt họ là chịu không được. Bà dì em cũng ăn đi nặng mình mà có kiểu như là sợ dịch lắm, sợ kinh lắm. Rồi xong cô. Đợt trước nằm ngay chỗ bả luôn vậy. Mà biết một đống luôn. Cái chưa bả sợ. Hả? Đi viên ngập luôn á. Đau chưa? Trong cái cục đen thui nó đã. Trong quay cục nó là y viên ngọc trai luôn á. To dễ sợ. Hơi đau cô nghe. Gần xong rồi, phải đau xíu. Nặng mà tâm lý vậy sợ luôn. Sợ đau rồi vậy. Ừ. Thì cái sợ đau vừa, lại. Mới vừa nói rồi nên sợ. Làm. Không dám làm tay. Không dám luôn. Đau không bao giờ dám đi bệnh viện em. Trời ơi, rứa biểu ra mà biểu đi là đây này ừ. Biểu có chịu đi là gì. Và cũng... Mà còn chịu cái đây. Dễ sợ. Vừa đầu bị té cái tay nếu mà không đưa bệnh viện là không chịu thành là không được. Anh bên đây ở đâu? Ở đâu rồi đây? Ở gì? Dạ. Rồi xong rồi đây. Nên nặng lắm đau. Anh chạy ở đây gần 45 phút. Rồi sáng anh chạy vô anh chạy ra. Quay mà đau tim. Sợ đứng lên nè. Hôm qua anh đi ô tô chở ra. Cái bãi xe quá rồi sợ cho nó đi về. Sợ dịch. Bởi vì hôm qua lần chưa cho phép ra kìa. Cái sáng này phải chạy xe máy về chở ra. Có cái cục nén tròn đó. Cái hình như hơi gần quá. Gần quá là sẽ hơi mờ đó. Để dẫn đỡ đau, dẫn đau quá. Cầm. Đứng lại đi về nữa. Hãy
ra đi chơi à, qua nhà ai chơi hả? Qua nhà bị chị. Cục dưới cổ nữa. Mấy nữa? Nè, đây cả đống luôn nè, nhưng mà sợ chắc chịu đau không được rồi. Không có cục hơi, cục ái đâu. Cục nó không phải. Má, dám làm luôn đi má ơi. Thôi. Chị thôi, trời nãy giờ làm được rồi mà. Không, 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 yên, cứ im đi. Rồi. Lâm mắt tay chứ sợ thiệt. Mấy chịu làm gì đứa quá, mắt tay. Mùa trưa mà mới có vài con chứ mấy. Tôi đâu có dám làm hung đâu, làm lên đã đừng lần chỗ con mát nó chạy đà rồi kìa. Dạ không, con không lấy cái thịt nữa đâu, cái thịt nó là phải làm phải này kia chứ không phải là dùng như thế này đơn giản như này đó cô. Cố gắng nghe rồi. Ồ, cục chim không lên được luôn á. Cái tay ta rung luôn rồi. Nắng mắt không lấy. Này rồi, một cục nữa thôi. Có cô mùa đây này hồi trước cũng cỡ cũng lớn tuổi rồi. Mà ta nó nằm mà nặng mà một tí đồng hồ luôn mà mụn mà nó lì. Thường thường người lớn tuổi dễ đau. Cô nên lạnh như nóng. Cô nên cũng to nè. Dạ. Rồi. Nó mà ta bị đau tim á. Cô này là hình như chưa đi làm đẹp bao giờ luôn. Mắt mị đồ chưa xăm luôn. Nhà quê đó. Ấy là không hay là sợ đau không sợ đi làm. Ha. Rứa mà ông chở cũng siêu đi. Mà ra mình vinh nói là mới đi thôi. Là đi ra xem mắt con bé rồi đi. Này chi mặc đồ đẹp chứ sợ. Đau cô. Má. Nhưng mà ăn rất là đẹp, má yên tâm đi. Làm gì má không đau chứ. Dạ, đau quá không à. Dạ. Một cục này nữa thôi. Bởi vì mà có một nhọt chỗ cái tay này mà không chịu đi là xong luôn. Dạ, xong rồi.